Sau đây tôi xin giới thiệu các bạn về chương trình quản lý nhà hàng của iTEM Việt Nam phát triển. Chương trình quản lý nhà hàng gồm có các phần module, đó là quản lý thông tin nhà hàng, quản lý nhân sự, quản lý nhập hàng, quản lý bán hàng. Trong quản lý thông tin nhà hàng gồm có quản lý về thông tin chung, bao gồm chúng ta có thể hoàn toàn cập nhật chuẩn hóa thông tin này. Ngoài ra, quản lý về phòng và bàn dịch vụ của nhà hàng. Trong quản lý phòng và bàn dịch vụ nhà hàng thì chúng ta có thể thêm sửa xóa các bàn và dịch vụ của nhà hàng. Phần mặt quản lý nhân sự nhà hàng gồm có quản lý dữ liệu chung, các thông tin của nhân sự như quốc tịch, tôn giáo, dân tộc, thành phần gia đình, vân vân. Quản lý về dữ liệu nhân sự gồm có chuyên môn, chức vụ và phòng ban nhân sự. Quản lý danh sách nhân sự gồm có danh sách chi tiết của nhân sự của nhà hàng. Về mặt quản lý nhập hàng gồm có quản lý thông tin về hàng nhập, gồm có danh sách nhà cung cấp hàng, chủng loại hàng nhập, đơn vị hàng nhập. Ví dụ như đây là danh sách nhà cung cấp hàng của nhà hàng gồm có công ty cà phê Trung Nguyên, công ty Hapeco, ta hoàn toàn có thể thêm công ty mới. Ví dụ danh mục hàng hóa nhập thì gồm có, ví dụ loại hàng hóa nhập là rượu, chúng ta hoàn thấy rượu chúng ta hiện tại đang có này, ta có thể thêm ví dụ như là rượu vàng. Về cửa sổ nhập hàng mới gồm có các thông tin mã hóa đơn nhập, ví dụ như các thông tin đầy đủ về hàng mới nhập vào kho giống như trên, thống kê hàng nhập theo ngày hiện tại, thống kê hàng nhập theo tháng năm, quản lý bán hàng, thu tiền dịch vụ. Lấy ví dụ như sau, bán số 1 số 2, số 1 tố dừa, số 1 tố dừa, bàn số 4, số 1 tố mặt cầu, và ok, bàn số 1 tiếp tục, cần ra nóng, bia, người, bàn số 2, bia, khi thu tiền dịch vụ, dạng chúng ta sẽ có thu tiền và xóa đơn.